Và các quý vị lúc này đang là buổi chiều ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019 và chúng tôi đang chuyển là 2 4 đang chuyển là 7 đôi lồng bình từ xưởng của tầng 1 khu A của Đức Hiền ra xưởng Sơn. Trong đó có 5 đôi là đục rồng cửu long và 2 đôi là đục tứ quý đục kênh. 2 4 5 như vậy là đã được 10 chiếc lên xe rồi. Và trong này là còn 4 chiếc nữa, 14. Đây. Lúc này đang là chiều ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.